tội nghiệp cho Minh Anh quá. Cả đêm qua con nhỏ không có ngủ được. Mấy hôm nay nhà chị vậy, nó không có tập trung học hành được, cho nên điểm bị kém rồi. Vậy chị tính làm sao? Chị cũng không biết nữa. Bệnh của má chồng chị đã làm cho cuộc sống gia đình chị rối tung rối mù lên như vậy rồi, mà có phải là một sớm một chiều đâu. Chị nên tính đến chuyện đưa bác cho chị dưỡng lão là vừa rồi đó. Chắc chắn là ảnh không có đồng ý đâu. Ảnh không chịu sao được? Chẳng lẽ chị không được về nhà nữa? Rồi còn Minh Anh thì sao? Chị phải nói chuyện với ảnh đi chứ. Nói cũng vậy thôi, chị biết tính của ảnh mà. Vậy chứ chị tính làm sao? Hễ thấy mặt chị là bà cụ lại nổi cơn điên lên. Rồi chẳng lẽ chị không được về nhà nữa? Còn Minh Anh nữa thì sao? Em nghĩ đưa bà cụ vào dưỡng lão là cách tốt nhất đó. Thôi, bây giờ đầu óc chị đang rối lắm. Chuyện đó để tính sau đi. Năm ơi, Năm. Dạ. Má gọi con hả? Ờ. Con coi cửa tiệm giùm cho má nha. Má qua má thăm bà ngoại. Ủa má, có Hồng Ánh bên đó rồi, má qua bển làm gì rắc rối thêm nữa? Cái gì? Đi thăm bà ngoại mà con nói là rắc rối hả? Má còn nói là không nữa. Nhưng cái chuyện lần trước đó, mợ Út đã nói là do cái con nhỏ giúp việc cài chớn gây ra. Má cứ một hai nói là mợ, vậy không phải gây rắc rối với lại gì? Chứ còn cái tát này con tính sao đây? Má thấy rõ ràng là tát bà ngoại mà. Con mệt của con không có tranh cãi với má nữa. Bác sĩ dặn má là không có được nóng giận, má nhớ không vậy? Má ở nhà nè, má còn bực bội nhiều hơn nữa. Thôi tùy má, má muốn đi đâu đó má đi. Nhưng mà con nói với má là con không có coi tiệm cho má được đâu. Con có công chuyện rồi, giờ con phải đi à. Cái gì vậy? Nam à, Nam. Sao đây? Con phải vô điện thoại báo cho anh ba biết liền mới được. Mợ sao? Mợ mua đồ ăn rồi nè, con mang vô giùm mợ nghe. Mà cậu Út của con đâu rồi? Cậu đang ở trong phòng với bà ngoại đó. Sao mợ không vô luôn đi? Thôi, lỡ mợ vô rồi bà ngoại lại kêu la ầm ĩ lên nữa. Con vô kêu cậu ra đây giúp mợ nha. Dạ dạ. Ủa em, sao không vô nhà đi? Thôi, anh ra ngoài đây nói chuyện với em chút nha. Đi. Em. Má sao rồi anh? Má hả? Cũng đỡ nhiều rồi, ăn ngủ được. Nhưng mà có lúc thì không tỉnh táo lắm. Kêu Minh Anh là Thanh Thủy Thanh Trang. Anh à, em nghĩ rồi. Em sẽ thuê phòng trọ, em sẽ đưa Minh Anh ra ngoài ở. Sao vậy em? Thì anh thấy rồi đó. Bây giờ em cũng có gặp được má. Mà Minh Hằng nó khuyên là chúng ta nên đưa má vào viện dưỡng lão. Nhưng mà em biết là anh không đồng ý, mà em cũng không đồng ý nữa. Đưa má vào viện dưỡng lão em cũng không có an tâm. Bây giờ tạm thời em với Minh Anh cứ ra ngoài ở. Khi nào mà má bớt bệnh rồi thì mẹ con em lại về. Em à, làm như vậy tội nghiệp em lắm. Phải như vậy thôi. Bây giờ anh cũng biết là con nó sắp thi rồi. Nhà như vậy thì làm sao nó tập trung học hành được. Ăn ngủ cũng không yên nữa. Em sợ nó lại đổ bệnh đó anh. Mà bây giờ mình cũng có Hồng Ánh đây giúp rồi. Chứ mình cũng đâu có dám thuê người giúp việc nữa đâu. Hàng ngày á, em sẽ đi chợ mua đồ ăn, nhờ Hồng Ánh nấu ăn và tắm rửa cho má. Nhưng mà Hồng Ánh nó đang có thai, mình cũng phải dặn dò nó phải cẩn thận nữa. Thank you.
Bà nội đâu con? Dạ, bà nội đi ngủ rồi. Em, vô nhà đi. Em đói bụng không? Anh nấu sẵn bên trong bếp rồi. Anh mang vô phòng đọc sách cho em nha. Hai bà con vô đi. Con không chịu đâu. Nhất định con không chịu đâu. Minh Anh à, đâu còn cách nào khác đâu con. Nhà mình đang bị như vậy á, con lại sắp thi cử nữa, làm sao mà học hành được. Hơn nữa mỗi lần bà nội nhìn thấy mẹ là bà nội lại lên cơn mà. Con học được mà mẹ. Con không muốn xa bà nội đâu. Với lại nếu mà bà nội không gặp con thì bà nội buồn lắm. Mẹ, ba, ba nói gì với mẹ đi ba. Minh Anh à, không còn cách nào khác đâu con. Quyết định vậy nghe. Con không chịu đâu. Con à, con nghe lời mẹ đi. Đợi bà nội đỡ, không còn sợ mẹ con nữa thì mình sẽ về nha con. Con thiệt là không hiểu người lớn luôn. Minh Anh, Minh Anh à, chẳng lẽ gia đình chúng ta mỗi người một nơi sao? Phải vậy thôi anh à. Vì má, vì con và vì cả chúng ta nữa. Như vậy sẽ tốt cho tất cả mọi người. Minh Hạnh à, anh xin lỗi em nha. Tự nhiên má lại mắc bệnh này. Má là má ruột của anh, nhưng mà phải bắt em chịu cực khổ cùng với anh. Hay là anh đưa má vào viện dưỡng lão nha. Không được đâu anh à. Cho dù anh có muốn như vậy em cũng không chịu đâu. Nếu em nói vậy thì đành chịu vậy đi. Đợi má đỡ thì anh sẽ đón mẹ con em về. Vậy nha. Xong hết chưa em? Minh Anh đâu rồi anh? Anh gọi con giùm em. Nội ơi, nếu nội không gặp con, nội có nhớ con không nội? Ủa? Sao con hỏi gì kỳ vậy? Nội cảm gì vậy nội? Cái này nè, nội cất cho con nè. Bây giờ nội cho con. Đẹp lắm, con cầm coi. Cái khăn hả nội? Ủa? Đẹp quá. Ừ, đẹp lắm hả con? Cái khăn này giống cái khăn của chị hai nội cho nội đó. Hôm qua nội đến nhà chị hai nội đó, cái chị hai nội còn hứa bữa nay nè, cho xe ngựa qua đó, hai bà cháu mình qua bển chơi nữa đó con. Đưa khăn đây, nội xếp cho con, cất vô túi đi con. Cái khăn này á, con xài khăn này nó sạch sẽ, con đừng có xài khăn giấy, nó dơ lắm nha con. Dạ. Nội ơi, con muốn xa nội đâu. Minh Anh, sao lại con xa nội? Hả? Sao vậy? Minh Anh à, mẹ đang chờ ở ngoài kìa con. Anh Tâm. Dạ. Minh Anh nó sao vậy con? À, Minh Anh nó không muốn xa bà nội thôi. Má, má nằm nghỉ nha.
Ủa, mợ, cả nhà mình đang làm gì vậy? Con muốn xa bà nội đâu. Mợ với Minh Anh dọn ra ngoài ở một thời gian, chỉ một thời gian ngắn thôi, để cho Minh Anh học bài. Con à, lên xe đi con, bất cứ khi nào con cũng có thể về thăm nội được mà. Đi con. Ủa, cậu, chuyện này là như thế nào cậu? Sao tự nhiên đang yên lành rồi mợ lại dọn ra ngoài ở là sao hả cậu? Cậu, mẹ biết con không có muốn mẹ con mình ra ngoài ở. Mẹ biết con cũng không muốn xa ba và bà nội nữa. Nhưng mà cuộc sống là vậy con à. Không phải lúc nào cũng theo ý mình muốn được. Mẹ cũng đâu có muốn xa ba và bà nội đâu. Cũng không có muốn gia đình mỗi người mỗi nơi như vậy nữa. Nhưng mà cũng phải làm như vậy thôi con à. Mẹ ơi, mẹ đừng có lo, con hiểu rồi. Đi ngủ đi con. Má à, khuya rồi, hay là má đi ngủ đi nghe má. Anh nó chưa về. Má à, má, má, má ngồi xuống đây đi. Má ngồi xuống đi. Má nhìn đồng hồ coi, 11 giờ đêm rồi đó. Khuya rồi, má đi ngủ đi nghe má. Con nói vậy, Minh Anh nó đi học chưa có về mà con nói 11 giờ khuya. Uống đi má. Bộ má sai hả? Dạ. Con mắt của má bây giờ đã nhìn thấy rõ rồi, thấy không? Chính mắt má chứng kiến. Thì đúng là má nhìn thấy, nãy giờ má nói con biết rồi. Nhưng mà con cũng đã nói với má rồi, là mợ nói cái này là do người giúp việc gây ra. Rồi chính tay bà ngoại á, cầm tay của mợ tự tát vào mặt của bà ngoại mà. Má, má cũng biết là mợ là một người tốt. Lúc nào mợ cũng coi bà ngoại y như là mẹ ruột của mình mà má. Tốt cái gì mà tốt? Dạ. Nếu như nó tốt á, tại sao hễ mỗi lần bà ngoại gặp mặt nó là bà ngoại kêu nó bằng lính? Sao không kêu má với cậu Út cùng bằng lính đi? Má ơi, bà ngoại bị lẫn. Mà con thấy cũng ngộ nha. Má,
cái hồi mà ở trong bệnh viện á má, cái cũng má không đó, một hai nắm tay của mợ rồi cảm ơn mợ rồi quỳ xuống cảm ơn búa xua lên hết. Rồi bây giờ cái tự nhiên má đi má nghi ngờ mợ vui ha. Con à. Dạ. Bộ mợ con dọn ra ngoài ở thiệt hả? Thiệt, mợ đi mướn nhà trọ rồi. Tại vì á cứ mỗi lần mà bà ngoại gặp mợ là bà ngoại lại la ầm lên. Tội nghiệp, bé Minh Anh nó không có thể nào mà nó ngủ được hết trơn. Má ơi má, bây giờ con phải biết làm sao đây á má. Được rồi, để má qua thăm bà ngoại con đó. Má, thôi thôi, con xin má ở nhà nghỉ ngơi giùm con đi. Bây giờ má qua bên đó rồi má lại nóng lên nữa, rồi lại ảnh hưởng đến sức khỏe, rồi chưa nói là mọi chuyện nó rối thêm lên. Con nói má gây rối hả? Sao má lại gây rối chứ? Không, không có rối. Nhưng mà thôi bây giờ má không nghe con thì má nghe lời bác sĩ nha. Má ở nhà má nghỉ ngơi vài bữa đi cho yên tĩnh. Rồi mai mốt con chở má qua thăm ngoại nha. Cái gì? Mày làm như tao là người tàn phế vậy hả? Trời, lúc trước con mắt của má không nhìn thấy đường thì má không thể nào chăm sóc được cho bà ngoại. Còn giờ mắt má tỏ rồi, không lẽ cả ngày mày bắt tỏ trong nhà hoài? Không phải, tại vì con thấy bây giờ bên đó là con Hồng Ánh nó phụ cậu rồi. Bây giờ má ở nhà má nghỉ ngơi cho khỏe đi nghe. Nè, cái bây giờ má nghỉ ngơi cho thiệt là khỏe. Chừng nào khỏe thiệt là khỏe cái con chở má qua thăm bà ngoại nghe. Con xin nghỉ, con chở má qua thăm ha. Thôi ạ, cứ vậy đi. Nè, dạ. Mà con thường xuyên qua thăm bà ngoại nghe chưa? Trời ơi, cái này má không dặn con cũng tự biết mà. Đừng đi nhậu nhẹt đó. Nhậu cái gì mà nhậu. Mấy bữa nay con làm việc bên chỗ Minh Hằng là đã đủ mệt đứt hơi rồi. Đó, nhắc tới cái vụ đó là bắt đầu mệt. Con vô con đi ngủ, mai con phải đi nhập nguyên liệu sớm nha. Ừ. Má cũng ngủ sớm đi nghe má. Ngủ đi. Con ngủ trước à. Biết chừng nào má mới tỉnh lại đây. Minh Anh đâu rồi? Minh Anh đâu rồi? Minh Anh đâu? Má. Minh Anh đâu? Má ngồi xuống đi má. Má ơi, con nè. Con là Tâm nè. Tâm à? Dạ dạ, con trai út của má nè. Dạ. Minh Anh đâu con? Minh Anh nó đi qua nhà của Nam chơi rồi má à. Má. Gì vậy? Tao đi đón Minh Anh mà. Dạ không. Minh Anh nó qua nhà của Nam chơi rồi. Dạ. Dạ. Nhà cô Năm đó tăng cái lỗ mũi nha, con bệnh chơi rồi chỗ đâu mà ngủ con. Dạ chị Năm con mới xây thêm một phòng nữa má. Má. Hay là con lén má, con đem Minh Anh con cho người ta phải không? Dạ không có đâu má. Minh Anh nào bên nhà cô Năm đó má. Giờ nó lớn rồi, đâu có cần. Không phải vậy đâu má. Nó bỏ tao ở đây một mình. Hả? Mà con. Dạ. Còn Minh Hạnh đâu? Minh Hạnh hả? Hai mẹ con nó cũng ở nhà cô Năm á má. Dạ. Nhà cô Năm. Má, thôi má nằm xuống ngủ nghe má. Má nằm xuống ngủ đi. Má.
Má sao vậy? Má. Nằm xuống ngủ đi má. Má nằm xuống nha má. Má nằm xuống. Nhưng mà mợ, con mang đồ ăn vô đi. Cậu dạ. Út còn đâu rồi? Cậu đi dạy rồi mợ, trưa cậu về. Tối hôm qua tới giờ bà ngoại có ngủ yên không con? Dạ từ qua tới giờ vẫn chưa ngủ mà. Con có tắm cho bà ngoại chưa? Dạ rồi. Thôi mọi đi đây. Alo, alo, Minh Anh hả? Minh Anh của nội đó hả? Con đang ở đâu vậy? Nội ơi, nội có khỏe không nội? Hả? À, Minh Anh ơi, có phải ba má con đem con cho người ta không? Không phải hả? Đi người ta có bắt con cuốc đất không? Cũng không phải hả? Người ta có bắt con gặt lúa không? Không có hả? Ừ, đừng có làm nha. Mùa này á trời mưa gió dữ lắm, con mình đi làm đó rồi cái bị bệnh đó nghe không? Con về với bà nội đi. À con đi học hả? Ừ con đi học đi. Lại cúp máy nữa rồi. Thanh Trang cũng bị ba má nó đem cho người ta, Minh Anh cũng bị ba má nó đem cho người ta, thiệt là cha nào con nấy mà. Má con nè má. Má đau lòng lắm Thanh Tâm mà. Má à. Cậu ơi, cơm nấu chín rồi, ăn luôn chưa cậu? Con dọn đi. Dạ. Má ơi, mình qua ăn cơm nha má. Trời, quay trở lại thay bao cấp hả? Ủa, sao em biết được chỗ này mà tìm vậy? Đợi chị chút nha. Em vô nhà chơi. Thôi, vô đó chỗ đầu ngồi. Ngồi đây được rồi.
Nè, đừng có nói là cô tới đây ghẹo tôi làm cho tôi nản chí đó nha. Hồi xưa ở còn cực hơn, chứ đâu có được đàng hoàng như vậy đâu. Em cũng nể chị thiệt á. Đang ở trong một căn hộ 3 phòng không muốn, rộng rãi đầy đủ tiện nghi, tự nhiên khi không lại chuyển qua cái chỗ như thế này. Em thấy chị mà em bực mình luôn á. Nếu mà có muốn dọn ra ngoài á thì sao không đến chỗ em kìa, cũng còn dư phòng chứ bộ. Còn nếu mà không muốn ở chung với em á thì cũng phải kiếm một cái chỗ nào đó cho nó đàng hoàng một chút. Thôi, nhà em thì sao quá, chị thấy ở đây là tiện nhất rồi, vừa gần trường của Minh Anh lại vừa gần nhà nữa. Hàng ngày á chị còn phải mua đồ ăn mang qua nhà nữa mà. Tiết kiệm được nhiều thì tiết kiệm. Với lại á, mai mốt Minh Anh nó còn phải vô đại học nữa, bộ không tốn tiền sao? Mà không phải nói dại chứ, lỡ như má chồng chị mà có xảy ra chuyện gì thì cũng còn tiền dự phòng chứ. Tiết kiệm gì mà tiết kiệm? Chị tiết kiệm những chuyện này được bao nhiêu tiền? Thôi chị chuyển qua chỗ khác đi, tiền thuê nhà em trả chị. Thôi, tiền của em bộ không phải là tiền mồ hôi nước mắt hay sao? Với lại con bé Minh Anh đó, nó cũng quen được sung sướng từ nhỏ rồi. Để cho nó vô ở một căn nhà bình thường như vậy nè, để biết được là cuộc sống cũng không có dễ dàng chút nào hết á. Ủa, mà má chị còn kêu chị là lính hả? Ừ. Thôi, mà để khi nào má chồng bị đỡ á thì sẽ nhận ra chị thôi mà. Đỡ hả? Chị đừng có mong cái ngày mà má chồng chị đỡ hơn ha. Em lên mạng tìm hiểu rồi, cái căn bệnh này á chỉ có càng ngày càng nặng hơn thôi, chứ không có thuyên giảm được đâu. Mà chẳng lẽ má chồng chị không có đỡ rồi cứ kêu chị là lính, rồi chị cũng phải dọn ra ngoài ở vậy sao? Chứ giờ biết tính sao. Thôi, để chuyện tới đâu hay tới đó vậy. Mà chị nè, chị nói thiệt cho em biết đi, cái chuyện mà chị dọn ra ngoài ở á là do ý của chị, là do ý của anh Tâm. Em hỏi chi vậy? Thì chị cứ nói cho em biết đi. Thì là ý của chị. Rồi anh Tâm nghe xong mừng lắm phải không? Không phản đối tiếng nào đúng không? Em đang suy nghĩ gì vậy? Em không có suy nghĩ gì bậy bạ hết á. Cái chuyện của anh Tâm với Thục Nguyên á cũng là chị kể cho em nghe mà đúng không? Chị thì lúc nào cũng suy nghĩ mọi chuyện á nó sẽ đi theo cái chiều hướng tốt hết á. Còn em á thì ngược lại, lúc nào mình cũng phải sẵn sàng để đối phó với mọi tình huống xấu nhất có thể xảy ra, vậy cho chắc ăn. Nhưng mà chị nói em nghe nè, nếu như anh Tâm thực sự không còn tình cảm với chị thì cho dù chị có níu kéo cũng vô ích thôi. Vậy chẳng lẽ chị đầu hàng luôn hả? Thực ra điều chị lo không phải là lo điều đó, mà chị lo là chị Phương á, nghĩ là chị tát má chồng chị, rồi má chồng chị còn cho chị là lính nữa. Hễ mà thấy mặt chị á, làm má chị sợ đến nỗi mà co rúm người lại luôn à. Nếu mà càng như vậy thì chị Phương lại nghĩ là chị ngược đãi má chồng của chị. Mang một đời lặng im không nói với ai. Thương mẹ lắm, thương những nỗi đau trong lòng mẹ mang khi những đứa con vẫn còn mải mê giữa dòng đời. Ngày mai đón mẹ về để lòng con ấm áp yêu thương hạnh phúc mong chờ, dù biết đêm nay dài lắm
mong mẹ về bên con, bao yêu thương đợi mong. Dẫu có khi mẹ đã quên rồi, chẳng còn nhớ, đón mẹ về bên con, nơi mái nhà ngày xưa, nơi có bao buồn vui in dấu trong đời. Nhớ mẹ, thương mẹ, mong mẹ về, mong mẹ về bên con, bao yêu thương đợi mong. Dẫu có khi mẹ đã quên rồi, chẳng còn nhớ, đón mẹ về bên con, nơi mái nhà ngày xưa, nơi có bao buồn vui in dấu trong đời. Nhớ mẹ, thương mẹ, mong mẹ về. Mong mẹ.